lấy tiền lấy tiền nha. Lấy tiền đòi thôi, tiền về đưa cho chị đi, để đây lại mất rồi. Dạ. Đòi không, không đưa đi thì thôi. Ừ. Thành giờ luôn. Chào các bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay như là quay lại cái hoàn cảnh của anh Hảo ở trên này á. Rồi Mạnh Thường Quân có gửi tiền đem gửi cho anh Hảo giùm. Hôm nay mình đã đến đây và trao tiền cho anh Hảo. Ở ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang các bạn. Để mình vào quay cho các bạn xem. Chỗ mà nó có tiền mừng ve dữ. Nó có tiền mừng hả? Ừ, vỗ ngực gì ve ve. Vui ha. À, tự mình cắt hay là nhà tình thương nó cắt tự cho? Cắt. Tự cắt hay gì ta? Anh dễ nó cắt cho anh đó. Dạ. Chị dâu của anh Hảo là hôm nay cũng đi làm cá nữa hay tự? Ờ, làm cá. Làm bên đông lạnh. Làm nó chắc tháng chắc cũng được đâu 3 triệu gì thôi chứ đâu có cao đâu không tư. Ờ. Thì nay gửi nhà ừ. Ngồi đây nhà, gửi tiền cho tư giúp đi. Là có chị Giang Phạm á, thì chị gửi cho anh cho Hảo. Anh Hảo 500 ngàn đó, thì để cầm lên con nha. Dạ. Rồi, cảm ơn tư. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Vì chừng nữa nhờ tư có chị dâu của anh Hảo về gửi giúp tụi con. À. Hôm nay sức khỏe anh Hảo có tốt hơn không thế tư ha? Ừ. Thì nó cũng vậy đó, lâu lâu chở gió chả chờ nó sợ chết dữ lắm. Dạ. Mình hơi gì cái nó kêu chỉ mua thuốc cho dạ. Anh uống rồi kêu cậu gió dạ. Lum chân. Vì là mình bệnh là mình kêu mua thuốc thôi chứ mình đâu có chở ra bệnh viện ha. Không mua thuốc về chỗ. Uống sờ sờ ha. Ừ, chở đi khó khăn nó chết luôn. Ngồi xe được không? Anh ngồi xe được không? Ngầu mặn ngừ ôm. Dạ. Có ảnh có thường hay bị bệnh không hay là? Có. Hoài, thường hoài. Tiểu thì sao? Thì nhảy đi. Dạ. Yeah. Nhảy đi ơn. Rồi cứ dơ giấy chỉ giao dừa. Yeah. Tối là dân mùng ở chỗ đó ngủ ha. Được. Tối nó ngủ ngoài này, còn thằng này ngủ buồn. Ngoài này thì chị nó ngủ. Sáng giờ ăn cơm chưa? Ừ. Dạ. Chị của ổng đem vô à? Chị nó đem vô. Mà chị không biết chạy xe nó nhờ ở sớm đem giùm. Chị nhà ở đâu rồi? Ở ngoài lộ á. Chỗ cậu đà chùa. Túc chảnh nữa. Dạ. Yeah. Ừ, trên đình đậu. Trên đình nữa hả? Ừ. Lỗ xe hả? Ừ. Như bệnh của anh Hảo gì là mình phải chịu luôn chứ mình đâu có còn mình đi chữa chị được chịu không? Luôn chứ không chữa tại hột mẹ xanh lọt da là gì luôn rồi đâu có chữa gì được. Ví dụ như nếu mà mình có tiền á mình có chữa chị được không tôi? Có nghe ai nói là mình có điều trị được không? Không được đâu. Cái này là bị chất độc da cam bẩm sinh. Ừ. Nhà của anh là hoàn cảnh là hôm bữa hay con biết là như có anh nữa không gì tôi? Có. Nhờ gì tôi kể cái hoàn cảnh của anh Hảo đây cho mọi người xem kênh biết á. Chứ những người Mạnh Thường Quân hay là cô bác ở trên mạng người ta có quan tâm đến hoàn cảnh anh Hảo thì ta hiểu rõ thêm để người ta tiện cho quá trình mà người ta muốn hỗ trợ hay giúp đỡ gì á tôi. Như tôi đây biết gành gì tôi chia sẻ giúp thì, con. Anh nó thì thằng thứ 9 đó, đi theo mấy thằng cháu nó trên năm Giang rồi mấy dài. Dù anh thứ 3 có vợ năm Giang.
chi là tổng cộng nhà thì mình thấy giờ chín còn có thằng anh chín với anh ba nữa. Nhà của anh là tổng cộng tới 9 người luôn ha. Ừ. Rồi bây giờ là chỉ còn ở đây tụi miếng, chỉ còn ở chỗ này là chỉ còn một mình anh chín thôi, mình nó nuôi đó, thằng thứ chín nuôi đó. Rồi còn chị có chồng ngoài lộ á, đi mặn cơm nước vô tiếp nuôi tắm giữa đem cơm đồ vô đó. Bữa con có nghe nói một người anh nào mà bị chết nữa đó là sao? Thì thằng thứ tư nè. Dạ. Chết nước đó. Dạ. Đi bán bánh mì với mà giật. Là sao tới? Đi bán bánh mì mà không biết làm sao mà tới chừng hô chết rồi thì ông già nó xuống đó, ông già sống xuống hô nó lội ngang xong giật bẻ chết. Mà không biết lý do ở gì thì nghe người ta nói làm sao thì nghe vậy thôi. Dạ. Cái anh thứ tư đó là anh cũng bình thường hay không? Anh có bệnh không hay tư? Đó, cũng có bệnh hơi tâm thần. Dạ. Mà anh cũng đi làm đi buôn bán được. Cũng đi bán bánh mì chứ đâu đi mặn mướn ai được. Dạ. Yếu xìu hà. Dạ. Còn đi bán bánh mì cũng phải bán mì đi đồng trong đồ theo tâm bằng cỏ đồ đó đi bán. Dạ. Chứ không biết làm sao mình xuống dưới rồi chứ ở dưới cái rồi đi cũng đi bán mì, muốn ở đâu anh ở à. Dạ. Đi sao anh đi rồi bán mì dưới đó rồi cái hưu chừng chết rồi cái cho hay nói nó lậu ngăn xong chết thôi. Dạ. Chứ không biết nữa. Như vậy mà tụi con sau này nhưng mà có ai muốn hỗ trợ giúp đỡ vậy, tụi con muốn đến đây mà gặp tụi chị của anh Hảo á, thì tụi con đến khoảng thời gian nào hay tôi ha? Thời gian nào thì chị có nhà đây? Không biết nó bị gì nó đi phần thì có coi như có cá thì mặn liên tiếp hoài, không có cá thì nghỉ một hai bữa không chừng. Cái đấy là dạng tư nhân ta hay nhà nước? Tư nhân. Phi lê cá ha. Ừ. Cắt bao tử cá. Yeah. Thì chắc hôm nay đến đây gửi tiền cho anh Hảo giúp, gửi cho dì Tư giúp. Rồi xong thì mai mốt nếu có ai hỗ trợ thì con cũng đến đây, nhưng mà không biết thời gian nào thì cũng đến đại đi. Thì có chị thì ở nhà thì gửi cho chị, không có thì gửi dì Tư giúp. Phụ giúp cho anh Hảo để cho anh có một cái số tiền để như mua chi phí này kia những lúc mà trái gió trở trời đó. Thì mong giúp được phần nào cho cái gia đình của ảnh. Thì cũng cảm ơn dì Tư rất nhiều. Hôm nay dì Tư đi chợ rồi mà phải quay trở lại đây để hỗ trợ tụi con. Dạ. Thì con cũng chúc dì Tư nhiều sức khỏe ha. Thì chúc cho anh Hảo cũng sớm có nhiều người giúp đỡ để cải thiện được cuộc sống. Thì có gì chuyến sau có mạnh thường quân hay quý nhà hậu tâm nào hỗ trợ thì tụi con lại tiếp tục đến đây. Như mình thường ở đây ảnh cần sinh hoạt, có cần những cái vật dụng gì không, món đồ gì không, để có gì có dịp tụi con vô đây mua luôn cho tiện. Giờ trong này không có điện rồi, không có cần xài gì nữa. Uống sữa được không? Ảnh uống sữa được không? Chắc uống cũng khó không. Dạ. Thì cái gì dịp vô mua đồ ăn hay gì đó, hay sữa gì đó một phần. Sao có chai dầu lửa đâu để đó mà? Dầu lửa thì thắp đèn đi. Để thôi, mà con không biết ông uống cái. Thì hôm nay con xin phép về luôn Tư ơi. Cảm ơn Tư nhiều nha. Về nha anh Hảo. Lấy tiền kìa. Lấy tiền. Thôi chị về đưa cho chị đi, để đây lại mất rồi. Dạ. Không đưa đi thôi. Anh về luôn đưa. Rồi về luôn anh Hảo ơi. Bắt tay cái này. Gửi tiền không cho thì đòi lại. Chiều về đưa cho chị. Chiều đưa cho. Chiều đưa. Chiều đưa, không có mất đâu sợ. Chiều tấu lại con phiên đưa cho. Rồi cảm ơn dì Tư ơi. Con xin phép về. Yeah.